Sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái cập nhật mới của quảng cáo Shopee. Trước đó ấy, thì nếu mà các bạn muốn có cái phần quảng cáo này ấy, là các bạn phải lên Shopee Thích hoặc là hoạt động một thời gian dài rồi thì mới được Shopee phân bổ. Còn bây giờ hiện tại ấy, Shopee đã mở thêm cái tính năng này cho tất cả các shop rồi, kể các bạn mới lập đều có thể là chạy được. Thì nó quảng cáo gì? Nó quảng cáo shop dạng tự động. Tin mới thì cập nhật tin tức mới nhất về chương trình khuyến mãi và tính năng liên quan đến quảng cáo Shopee. Thì dễ dàng lên vị trí đầu trang kết quả tìm kiếm cùng quảng cáo tìm kiếm shop tự động. Thì cái này, cái quảng cáo tìm kiếm shop sẽ là ở đầu nhất, ngay bên dưới ô tìm kiếm từ khóa. Nên là cái việc mà các bạn chạy quảng cáo tìm kiếm shop sẽ giúp cho các bạn là được ưu tiên hiển thị hơn so với là quảng cáo sản phẩm như thông thường các bạn chạy quảng cáo tìm kiếm. Thì tại sao các bạn nên sử dụng quảng cáo tìm kiếm shop tự động, thì là cơ hội để có vị trí hiển thị ngay từ đầu trang kết quả tìm kiếm, thiết lập nhanh chóng, không mất nhiều thời gian để tìm hiểu từ khóa, nghiên cứu thủ thuật toán thiết kế để tối ưu hiệu quả quảng cáo. Cái này thì nó dành cho các bạn là chưa có nhiều kinh nghiệm về quảng cáo. Mà các bạn cũng có ít thời gian để thiết lập quảng cáo cũng như là kê quảng cáo. Thì các bạn nên chạy dạng tự động. Thì tất nhiên nó vẫn là dạng thủ công. Thì Shopee nó đang gọi là cái mò tìm cách moi tiền của các người mới đâu. Bởi vì sao? Nhiều bạn mới người ta chạy cái chi phí ad nhiều khi là gấp 3, gấp 4 lần doanh thu mà người ta vẫn chạy là bình thường đúng không? Nên là Shopee ấy, bây giờ nó giống như kiểu là Facebook rồi, không chạy quảng cáo là không ra đơn. Tất nhiên kể bạn không chạy nó vẫn ra đơn, nhưng mà không thể ra được nhiều đơn bằng quảng cáo được, bởi vì là nó giống như kiểu là thị trường ai cũng chạy, mình bạn không chạy thì nó thành là thụt lùi đúng không? Còn về cái quảng cáo tìm kiếm shop tự động nó hoạt động ra sao, là nó sử dụng thuật toán của Shopee để thiết lập từ khóa và đấu giá thầu cạnh tranh, giúp cho bạn lấy được vị trí hiển thị đầu tiên. Việc thiết lập được điều chỉnh và tối ưu hóa theo thời gian thực để giúp quảng cáo các bạn đạt mức tỷ lệ hoàn vốn ROAS hợp lý trong phạm vi ngân sách của bạn. Từ khóa được chọn tự động, nghĩa là sao? Nó dựa theo các yếu tố khác nhau và bao gồm hành vi tìm kiếm người mua và lựa chọn sản phẩm của shop bạn và lượt chuyển đổi đã có từ trước đó. Nghĩa là sao? Bạn nên chạy những cái gọi là tìm kiếm quảng cáo shop này tận tận khi mà cái shop của bạn nó đã đẹp rồi, có lượt bán lượt mua rồi. Chứ bây giờ mà bạn chưa có gì, mới mở ra đã chạy ấy, thì là phí ad rất là cao đúng không? Với giá thầu được điều chỉnh dựa trên khả năng người mua sẽ mua sản phẩm của bạn để tối đa hóa cơ hội chuyển đổi và chi phí quảng cáo. Cái này nó học của lý thuyết, nói chung mà nó chỉ lòe dân mới thôi. Làm cách nào để tạo quảng cáo tìm kiếm shop tự động thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ vào kênh người bán, sau đó sẽ là vào phần quảng cáo. Tiếp theo các bạn ấn tạo chiến dịch mới. Ở phần tạo chiến dịch mới nó sẽ có rất là nhiều phần quảng cáo này, tìm kiếm này, khám phá này. Thì các bạn ấn vào tìm kiếm. Tìm kiếm thì nó sẽ có lại là sản phẩm và là shop. Thì các bạn ấn vào shop và tiếp theo ấy, các bạn sẽ ấn là dạng tự động. Tự động này thì các bạn có thể xem trước cái phần quảng cáo của mình, cái phần mà được hiển thị đối với khách hàng ấy. Rồi tiếp theo về ngân sách giới hạn trong một ngày là 20.000, hoặc là bạn để là không giới hạn. Thời gian áp dụng thì thường là không giới hạn luôn nhé các bạn. Đó là về quảng cáo dạng tự động. Thì còn về thủ công thì làm sao nhá, các bạn vào các bạn không chọn cái gọi là cái tự động thôi ấy. Đúng không? Đây các bạn ấn tìm kiếm này, các bạn chọn thủ công thôi, có gì đâu. Đây này, ấn vào thủ công thôi ấy. Không, các bạn nhập tên quảng cáo là ABC tên để bạn quản lý thôi.
Ngân sách thì giới hạn là 20.000 trên một ngày. Đó. Đó. Thì ở đây thì các bạn có thể xem được cái gọi là cái hiển thị quảng cáo của bạn ở đây. Thì các bạn có thể sửa đổi cái hình ảnh bìa này bằng bất kỳ hình ảnh nào khác để hiển thị ở trên ô tìm kiếm của Shopee. Đó, các bạn lưu. Các bạn ấn lưu ấy, sau khi bạn ấn lưu ấy thì là nó sẽ hiển thị cái đây hình ảnh rồi, nói chung là đầy đủ cái tên shop của bạn. Thì các bạn có thể là để khẩu hiệu quảng cáo này là sale 50%, sale 50%, hoặc là các bạn ấy ở đây ấy, là các bạn sale 50% nhập mã ABC đấy chẳng hạn như thế. Rồi sau đó nếu mà không có voucher, có voucher nó hiển thị này, không có voucher nó sẽ hiển thị full sản phẩm thôi luôn. Thì đấy các bạn nên tạo thêm cái voucher nữa, website thì như này còn app thì như này đó. Sau đó thì các bạn sẽ thêm cái từ khóa ở đây là nó mặc định min nhất là 1.000, thì các bạn cứ thêm từ khóa các bạn đang bán này, dạng mở rộng hay chính xác thì tùy các bạn, nhưng mà min của nó là phải 1.000. Đó thì các bạn có thể lấy là min của nó là 1.000. Nó sẽ hiển thị cả tìm kiếm và tỷ lệ tìm kiếm 1 tháng này, sau đó các bạn ấn thiết lập là xong. Thì ở đây ấy, là mình đang hướng dẫn các bạn về cái loại công cụ quảng cáo mới của Shopee đã được cập nhật cho toàn bộ shop. Thì hy vọng qua video này các bạn có những cái cách quảng cáo mới cho shop của bạn. Thì hy vọng các bạn có những kiến thức hữu ích. Nếu các bạn có thắc mắc gì đừng ngần ngại để lại bình luận cũng bình luận cũng như là cái đóng góp của bạn dưới phần bình luận nhé. Còn nếu bạn muốn chuyên sâu hơn thì hãy liên hệ với mình qua Zalo hotline hoặc là qua nhóm chat Zalo của bên mình nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.